Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. NATO họp khẩn với tên lửa mới của Nga, Moscow cảnh báo đanh thép. Hé lộ những siêu vũ khí đáng gờm mới xuất hiện trong xung đột Nga-Ukraine. Nga kiểm soát gần 20% lãnh thổ, Ukraine buông lời cầu cứu toàn cầu. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã có phản ứng sau khi Nga phóng loại tên lửa đạn đạo siêu vật âm tầm trung mới có tên Oreshnik vào thành phố Dnipro của Ukraine. Đồng thời, AFP dẫn nguồn thạo tin cho hay Hội đồng NATO-Ukraine sẽ họp khẩn vào ngày 26 tháng 11 để thảo luận về các hậu quả cũng như biện pháp đối phó sau khi Nga sử dụng tên lửa thế hệ mới Oreshnik để tấn công cơ sở quân sự ở Ukraine. Đại diện NATO lưu ý, cuộc họp sẽ được tổ chức theo hình thức tham vấn kín. Chương trình nghị sự được cho là bao gồm thảo luận khả năng cung cấp thêm các hệ thống phòng không hiện đại, giúp Ukraine đối phó với mối đe dọa từ tên lửa siêu vật âm. Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy NATO muốn bắt đầu bắn hạ tên lửa vào máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa. Hiện các thành viên NATO vẫn chia rẽ về vấn đề này, song về cơ bản phản đối ý tưởng bắn hạ tên lửa, máy bay không người lái của Nga trong không phận Ukraine do lo ngại gia tăng căng thẳng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này tổ chức các cuộc họp với các đồng minh của Ukraine để có được các hệ thống phòng không đối phó với mối đe dọa mới. Cơ quan tình báo của Ukraine nhận định, tên lửa Nga tấn công hôm 21 tháng 11 đã bay trong 15 phút trước khi va chạm ở thành phố Dnipro và đạt tốc độ tối đa vượt quá Mach 11 trên 13.500 km/h. Tên lửa được trang bị 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn có 6 đầu đạn con. Tình báo Kiev cũng cho rằng vũ khí này có khả năng đến từ tổ hợp tên lửa Kh-47M2. Theo lời chủ nhân Điện Kremlin, Oreshnik có tốc độ lên tới 3 km/h. Ông Putin cũng khẳng định Ukraine không có cách nào để đánh chặn loại tên lửa thế hệ mới này của Nga khi nó có tốc độ di chuyển nhanh gấp 10 lần âm thanh. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin mới đây cũng cảnh báo trên Telegram rằng Nga sẽ đáp trả dữ dội hơn với các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ. Ông nói, việc Mỹ và các đồng minh cho phép sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất chống lại đất nước chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng NATO đang tham gia cuộc xung đột chống lại Nga. Nếu không có các chuyên gia quân sự và dữ liệu vệ tinh của họ, thì Ukraine không thể nhắm vào kích hoạt vũ khí. Chủ tịch Hạ viện Nga nhấn mạnh, tên lửa của Mỹ và Anh đã tấn công các cơ sở quân sự ở khu vực Kursk và Bryansk. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh những hành động như vậy sẽ bị đáp trả mạnh hơn. Chính khách phương Tây cần tự hỏi họ đã sẵn sàng cho việc này chưa và họ có nhận thức được hậu quả không. Mặc dù vậy, đáp lại cảnh báo của Nga, Phó Tham mưu trưởng quân đội Anh Rob Magowan tuyên bố nếu quân đội Anh được yêu cầu chiến đấu, họ sẽ chiến đấu ngay. Bên cạnh những tên lửa tiêm kích, các tổ hợp phòng không hay máy bay không người lái Doran quen thuộc như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars, Doran Shahed, xung đột Nga-Ukraine đang ghi nhận những loại vũ khí mới như Oreshnik, RS-26 Rubezh hay Pantsir-S. Theo đó, trong bài phát biểu vừa qua của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã nhắc tới Oreshnik thuộc loại tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM. Được biết, tốc độ của Oreshnik được dự đoán rơi vào khoảng cách Mach 10, khoảng 12.300 km/h. Chính điều này giúp tên lửa Oreshnik khó có thể bị đánh chặn. Cho đến nay, Nga vẫn chưa công khai nhiều thông tin cụ thể về tên lửa này. Tuy nhiên, ông Putin gọi Oreshnik là tên lửa không thể bắn hạ được. Trái lại, các quan chức Mỹ cho rằng tên lửa Oreshnik vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và Moscow cũng chỉ sở hữu rất ít loại tên lửa này. Washington dự đoán tên lửa Oreshnik sẽ hiếm khi xuất hiện trong xung đột Nga-Ukraine. Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Rubezh nằm trong vùng Dnieper. Theo phía Kiev, đây là lần đầu tiên Moscow sử dụng loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Mỹ, RS-26 Rubezh là tổ hợp ICBM dùng nhiên liệu rắn đặt trên bệ phóng di động được Viện Công nghệ nhiệt Moscow của Nga phát triển từ năm 2008 dựa trên thiết kế của mẫu RS-24 Yars. Tên lửa có chiều dài ước tính 12 m và đường kính 1,8 m, nặng 36 tấn và có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường nặng 800 kg. Chưa rõ RS-26 chỉ mang được một đầu đạn hay nhiều đầu đạn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập MIRV. Ngoài ra, hồi đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video kíp chiến đấu của tổ hợp tên lửa pháo phòng không Pantsir-S1 SAM kiểm soát không phận trên các vị trí của quân đội Nga ở quốc. Pantsir-S1 SAM là tổ hợp tên lửa pháo phòng không có khả năng tiêu diệt hầu hết các mục tiêu trên không trong phạm vi ngắn và chung. Đây được xem là vũ khí vạn năng và là một trong những hệ thống phòng không tầm gần tối tân nhất của Nga. Tổ hợp phòng không này gồm các khẩu pháo phòng không tự động và các tên lửa đất đối không, cùng với radar hoặc thiết bị quang học theo dõi mục tiêu và đài chỉ huy vô tuyến. Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine cũng liên tục hối thúc Mỹ và các đồng minh phương Tây gửi thêm vũ khí cũng như đồng ý để Kiev sử dụng vũ khí do họ gửi đến để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ nước Nga. Ngoài ATACMS hay Storm Shadow, quân đội Ukraine, giới quan sát Nga đồn đoán, Kiev có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác của phương Tây như tiêm kích Mirage 2005 của Pháp có khả năng mang theo tên lửa Storm Shadow, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS hay hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270, M270 MLRS, hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt tầm xa RGMRRS với tầm bắn đạt 80 km của Mỹ. Ngoài ra, Đức cũng tài trợ cho Ukraine hàng ngàn drone Taurus phiên bản mini được trang bị trí tuệ nhân tạo AI, khiến chúng trở nên bất khả xâm phạm trước hàng rào bảo vệ của hệ thống tác chiến điện tử EWW của Moscow. Không quân Ukraine mới đây đã cáo buộc Nga khai hỏa một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM tấn công doanh nghiệp và hạ tầng thiết yếu ở thành phố Dnipro. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó tuyên bố mọi thông số như độ cao và tốc độ của quả đạn đều khớp với ICBM. Thông tin lập tức gây chấn động vì đây được coi là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại một quả tên lửa xuyên lục địa được sử dụng trong thực chiến. Nga giữ im lặng trong nhiều giờ tiếp theo trước khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đây không phải là ICBM mà là tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm phi hạt nhân Oreshnik, một trong những vũ khí mới nhất của Nga. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cùng ngày nói rằng Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tầm xa IRBM mang tính thử nghiệm, được phát triển dựa trên thiết kế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Rubezh. Trong khi đó, giới chức Anh, Pháp và Liên minh châu Âu EU nói rằng chưa thể xác thực thông tin do Ukraine đưa ra. Báo The Kiev Independent cho biết, Liên bang Nga thường sử dụng các tên lửa đạn đạo tầm gần và tầm ngắn trong các cuộc tấn công từ trên không nhằm vào Ukraine. Trong khi đó, tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM và tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM lớn hơn nhiều, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn rất nhiều. Tên lửa đạn đạo vận hành bằng động cơ được phóng lên cao vào bầu khí quyển trước khi quay đầu lao xuống mục tiêu theo quỹ đạo hình cung, và do chỉ được điều hướng trong giai đoạn đầu của quá trình phóng cho nên chúng có thể kém chính xác hơn so với tên lửa hành trình. Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo có lợi thế là đạt được tốc độ cực kỳ cao khi tiếp cận mục tiêu có thể vượt 3.200 km/h, và quan trọng hơn, tên lửa đạn đạo có tầm bắn rất xa, từ khoảng 1.000 km đến khoảng từ 3.000 km đến 5.500 km trong trường hợp của IRBM. Theo tờ The Kiev Independent, thông tin về tên lửa Oreshnik được Tổng thống Putin nhắc đến còn rất hạn chế. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Jan Medveev nói với iStory rằng đây có thể là phiên bản sửa đổi của tên lửa Rubezh. Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh được cho là có tầm bắn lên tới 6.000 km và có thể mang theo 4 đầu đạn. Mỗi đầu đạn có uy lực nổ tương đương 0,3 megaton. Chuyên gia quốc phòng và nhà nghiên cứu tại Đại học Oslo, ông Fabian Hoffmann nói với The Kiev Independent rằng tên lửa RS-26 Rubezh được trang bị hệ thống đầu đạn phân hướng độc lập MIRV, Multiple Independent Re-entry Vehicles. Hình ảnh được cho là ghi lại vụ tấn công thành phố Dnipro của Liên bang Nga cho thấy nhiều vật thể lao xuống đất nhưng không có các vụ nổ lớn thường thấy ở các loại tên lửa hoặc đầu đạn thông thường. Do đó, theo chuyên gia Hoffman, vụ tấn công này không nhằm mục đích quân sự. Đây hoàn toàn chỉ mang tính chất chính trị. Để tìm hiểu vấn đề này thì cần phải đặt cuộc tấn công thành phố Dnipro của Liên bang Nga vào trong bối cảnh nó diễn ra ngay sau khi Ukraine thực hiện một cuộc tấn công quân sự thành công bên trong lãnh thổ nước này, được cho là sử dụng các loại tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow do Mỹ và Anh cung cấp. Sau khi gọi đây là hành động vượt qua làn ranh đỏ mà Điện Kremlin đã vạch ra, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả. Chuyên gia Hoffman nhận định, họ có lẽ đã cân nhắc việc thử nghiệm một đầu đạn hạt nhân, điều mà có người cho rằng sẽ sớm xảy ra, nhưng Moscow đã quyết định rằng hành động đó là quá căng thẳng và có thể dẫn đến sự phản ứng dữ dội, đặc biệt từ các đối tác như Trung Quốc và Ấn Độ. Chuyên gia Hoffman nói tiếp, và sau đó họ có thể nghĩ rằng đây là lựa chọn tốt nhất tiếp theo bởi vì nó gửi một tín hiệu rõ ràng đến phương Tây, trong khi có thể vẫn không làm mất lòng các đối tác quốc tế quan trọng. Mới đây, Reuters đưa tin, sau thông tin Kiev cáo buộc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM tấn công Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trên sóng truyền hình, nói rằng Moscow đã sử dụng loại tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh mang tên Oreshnik bắn trúng cơ sở quân sự Ukraine ở thành phố Dnipro và nhấn mạnh loại tên lửa này có thể tiếp tục được sử dụng trong bối cảnh xung đột tại Ukraine gia tăng. Tổng thống Nga cho biết, tên lửa siêu vượt âm tầm trung đời mới này không mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Tên lửa đã tấn công một trong những khu công nghiệp lớn nhất, nổi tiếng từ thời Liên Xô và vẫn sản xuất tên lửa cũng như các loại vũ khí khác. Chủ nhân Điện Kremlin cho hay, đây là phản ứng của Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở quân sự trong lãnh thổ Nga bằng hệ thống ATACMS và HIMARS của Mỹ, cũng như tên lửa Storm Shadow của Anh. Tổng thống Putin cũng tuyên bố sẽ công khai bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai nhắm vào các mục tiêu của Ukraine liên quan đến tên lửa Oreshnik vì lý do nhân đạo để dân thường rời khỏi khu vực nguy hiểm tiềm tàng. Ông nói thêm, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc tấn công. Tổng thống Putin nhấn mạnh thêm, với tốc độ di chuyển 2,5 km đến 3 km một giây, tức nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh, tên lửa Oreshnik hiện không thể đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng không nào. Tổng thống Putin cho biết, chúng tôi sẽ thông báo trước khi tấn công vì lý do nhân đạo, mà không có bất kỳ lo ngại nào về biện pháp đối phó của đối phương. Những người cũng sẽ nhận được thông báo. Tại sao không phải lo ngại? Bởi hiện tại chưa có biện pháp đối phó nào với loại vũ khí này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận Nga đã thông báo trước cho Mỹ về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung đời mới. Ông Peskov cho hay, cảnh báo được gửi chế độ tự động thường trực 30 phút trước khi phóng. Diễn biến này đánh dấu sự gia tăng căng thẳng đáng kể trong cuộc xung đột khi Dnipro, một thành phố quan trọng ở miền trung Ukraine, hiện phải chịu sự sử dụng vũ khí tầm xa thường liên quan đến các mục tiêu quân sự chiến lược. Không quân Ukraine tuyên bố trên Telegram rằng Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine bằng việc phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM từ khu vực Astrakhan. Cuộc tấn công cũng bao gồm một tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinza được bắn từ một máy bay chiến đấu MiG-31K ở khu vực Tambov cùng với 7 tên lửa hành trình Kh-101 được phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS. Giới chức Ukraine có kế hoạch yêu cầu Mỹ gửi tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, gấp 7 lần so với hệ thống tên lửa lục quân chiến thuật ATACMS mà Washington đã cấp cho Kiev, và cho phép Kiev sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga trước khi nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden kết thúc. Theo ông Igor Cherneyev, thành viên Quốc hội Ukraine và là người đứng đầu phái đoàn Ukraine tại Đại hội đồng Nghị viện NATO, Kiev đang cân nhắc tiếp cận chính quyền Tổng thống Joe Biden để xin phép sử dụng tên lửa Tomahawk tấn công các nhà máy quân sự của Nga vốn đang nằm ngoài tầm ngắm của Ukraine. Ông Cherneyev nói thêm, các quan chức Ukraine lo ngại chính quyền mới của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có thể do dự hơn trong việc cấp phép vũ khí, mà thay vào đó có thể sử dụng chúng làm đòn bẩy hoặc lập luận cho các cuộc đàm phán với Nga. Ông nhấn mạnh Ukraine có thể sẽ còn 2 tháng hy vọng quyết định chuyển giao tên lửa Tomahawk có thể được ông Biden đưa ra trước khi ông Trump chính thức nhậm chức. Đề nghị được nhận tên lửa Tomahawk là một trong những điểm bí mật thuộc kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố hồi tháng 10. Tờ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Tomahawk được Ukraine yêu cầu như một phần của gói răn đe phi hạt nhân. Tuy nhiên, New York Times cho hay Washington đã từ chối đề nghị của Kiev về tên lửa Tomahawk do xem đây là yêu cầu hoàn toàn không khả thi. Trong khi đó, Moscow cho rằng việc Kiev muốn có tên lửa hành trình Tomahawk là bằng chứng cho thấy sự lo lắng của giới lãnh đạo Ukraine trước những thất bại sau quá trình xung đột. Sau vụ tấn công của Nga bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phân bổ các gói vũ khí mới cho Ukraine và nỗ lực đẩy nhanh việc chuyển giao. Trong cuộc họp báo, thư ký báo chí cũng xác nhận rằng Washington đã thông báo cho Kiev và các nước đồng minh trước về vụ phóng tên lửa tầm trung sắp tới của Moscow. Lưu ý rằng, Mỹ không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng đã nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Joe Biden hồi đầu năm nay rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 100 tên lửa bổ sung để tăng cường khả năng phòng không của nước này. Bà nói, nhiều tên lửa phòng không này đã được chuyển giao và việc chuyển giao thêm cho Ukraine vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy để đảm bảo rằng họ đang tăng cường năng lực của mình, bao gồm cả phòng không, và để mang lại cho Ukraine vị thế tốt nhất có thể trên chiến trường. Thời gian vừa qua, quân đội Nga đã đẩy nhanh tốc độ tiến công trên tuyến đầu ở miền đông Ukraine vào thời điểm quan trọng của cuộc xung đột. Trong khi đó, Ukraine đang bị sa lầy tại Kursk khi sức kháng cự ngày càng suy yếu. Từ đó, một số chuyên gia dự đoán với những diễn biến mới có thể xảy ra ở tiền tuyến trong mùa đông năm 2024, Ukraine khó có thể chuyển từ phòng thủ sang tấn công ít nhất là cho đến khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Nhưng từ nay cho đến thời điểm đó, Nga có thể dốc toàn lực để đạt được thành công trong xung đột. Cụ thể, theo một báo cáo cập nhật của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, ông Mikhail Zobinchuk, người sáng lập kiêm chủ nhiệm kênh phân tích quân sự RIBA, trong một cuộc phỏng vấn với kênh RTVI của Nga vừa qua nói rằng lực lượng Nga sẽ cố gắng tập trung các nỗ lực quân sự nhằm vào các khu định cư thay vì các cánh đồng trống trong mùa đông năm nay. Theo ông, Nga sẽ ưu tiên tấn công vào các thị trấn Taurus, Pokrov và Kurakhov. Quân đội Nga hiện đang chuẩn bị mở màn mặt trận giành Pokrov, tiến về thành phố từ phía nam và đông nam sau khi kiểm soát được Seridov ở phía đông nam Pokrov gần đây. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW chỉ ra rằng lực lượng Nga gần đây đã tiến đến phần phía đông của Kupian và phần trung tâm của Chasiv-Yar. Đây có thể là một phần trong các nỗ lực phối hợp nhằm tiến về các thành phố tiền tuyến để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công trong mùa đông. Theo ước tính của ISW, việc giành được Kupian hoặc Chasiv-Yar sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động của mặt trận và gây ra mối đe dọa đối với các vị trí phòng thủ quan trọng của Ukraine tại các khu vực đó. Trong khi đó, ông Zobinchuk cho hay các lực lượng Nga cũng sẽ hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng tấn công trong mùa đông, đặc biệt là tăng hiệu quả của máy bay không người lái do tầm quan trọng của loại khí tài này khi thời tiết trở lạnh. Ông lưu ý rằng quân đội Nga hiện đang nắm giữ ưu thế về pháo binh so với lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng không thể tiến lên do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Theo ông, các đơn vị Nga được đào tạo và trang bị tốt hơn sẽ có khả năng chống lại các đơn vị điều khiển máy bay không người lái của Ukraine tốt hơn. Song song với đó, ISW cho rằng Bộ Tư lệnh Quân đội Nga có thể coi tác chiến đô thị là phù hợp hơn với phong cách bộ binh hiện tại của Nga, vì các tòa nhà nhiều tầng có thể cung cấp nơi ẩn náu tốt hơn cho quân đội Nga chống lại các máy bay không người lái của Ukraine so với ở địa hình trống trải. Các nhà phân tích của ISW cũng cho rằng Bộ Tư lệnh Quân đội Nga có thể thích các mặt trận đô thị hơn để tránh tổn thất tăng thêm cho xe bọc thép và lực lượng dự bị của Nga khi băng qua các cánh đồng và khu định cư nông thôn. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quân đội Nga đang đạt được đà tiến lớn và thắng lợi trên mọi mặt trận tại Ukraine, bất chấp nỗ lực phản công của Kiev cùng sự hỗ trợ từ các loại vũ khí tầm xa của phương Tây. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng kiểm soát các vùng lãnh thổ chiến lược, đồng thời đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine. Trích dẫn từ hãng thông tấn TASS, ông Putin tuyên bố mạnh mẽ: "Quân đội của chúng tôi đang tiến bộ vượt bậc trên toàn bộ các tuyến giao tranh. Tất cả các mục tiêu đã đặt ra đều đang được hoàn thành." Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong một ngày, nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga đã đẩy lùi hàng loạt đợt phản công từ phía Ukraine tại hàng loạt khu vực chiến lược. Những địa điểm mà Ukraine thất bại bao gồm Alexandria, Viktorovka, Darino, Lebedevka, Leonidovka, Malaya Lukhnia, Niskonsky, Novoivanovka và Sverdlikovo, tất cả đều nằm ở tỉnh Kursk gần biên giới với Ukraine. Không chỉ phòng thủ thành công, các lực lượng Nga còn tổ chức hàng loạt đợt tấn công phối hợp bằng máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh nhằm vào các cụm binh sĩ và thiết bị quân sự của Ukraine ở Kursk, cũng như các lực lượng dự bị của Kiev tại tỉnh Sumy, khu vực giáp biên giới giữa hai quốc gia. Trong bối cảnh chiến dịch phản công kéo dài của Ukraine dường như đang gặp phải bế tắc trên nhiều mặt trận, hiện tại, Nga đang kiểm soát khoảng 18% diện tích lãnh thổ Ukraine, theo các số liệu mới nhất. Cụ thể, 100% bán đảo Crimea sáp nhập từ năm 2014, 80% khu vực Donbass, bao gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, hơn 70% vùng Zaporizhia và Kherson, những khu vực chiến lược nằm sát Biển Đen và Biển Azov, khoảng 3% tỉnh Kharkov cùng một phần nhỏ của Mykolaiv. Bên cạnh đó, vụ tấn công của Nga bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik và nhà máy HIMARS ở Dnipro đã gây chấn động toàn cầu, kéo theo hàng loạt tuyên bố mạnh mẽ từ Ukraine và các bên liên quan. Đại sứ Ukraine tại Anh, ông Valery Zaluzny đã gây chú ý khi tuyên bố rằng Thế chiến thứ ba đã bắt đầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Zaluzny nói trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao tại London rằng: "Tôi tin trong năm 2024, chúng ta hoàn toàn nhận thấy Thế chiến thứ ba đã bắt đầu, bởi vì vào năm này, Ukraine không còn phải đối mặt với Nga nữa. Hãy thành thật mà nói, ngay tại đất nước chúng tôi, những máy bay không người lái UAV Shahed của Iran đang hiện diện công khai, gây thiệt hại đáng kể cho đất nước. Kiev đã có quá nhiều đối phương, đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu." Cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý rằng, theo nhận định của ông, cuộc xung đột vẫn có thể được ngăn chặn trong lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, như ông Zaluzny khẳng định, các đối tác quốc tế không nhận thức đầy đủ về quy mô của mối đe dọa và không thực hiện các hành động cần thiết. ám chỉ đến nhu cầu cần có thêm sự hỗ trợ từ các nước phương Tây. Ông Zaluzny nói, vẫn có thể ngăn chặn mọi thứ ở đây, trên lãnh thổ Ukraine, nhưng vì một lý do nào đó, các đối tác của chúng tôi không muốn hiểu điều này. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lên tiếng mạnh mẽ, mô tả việc Nga triển khai tên lửa Oreshnik là sự gia tăng căng thẳng lớn trong cuộc xung đột. Trên mạng xã hội, ông kêu gọi, thế giới phải phản ứng. Hiện tại, vẫn chưa có bất cứ động thái cứng rắn nào từ cộng đồng quốc tế, và điều này là không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng gia tăng áp lực, yêu cầu các quốc gia đồng minh nhanh chóng phản ứng trước việc Nga sử dụng loại vũ khí siêu vượt âm thế hệ mới. Mới đây, trong một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, Bộ trưởng Bộ này, ông Andrei Belousov cho biết, lực lượng Nga tại Ukraine đã đẩy nhanh tốc độ tiến quân. Hãng tin Reuters cho hay, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh ông Belousov đến thăm một sở chỉ huy của Nga tại Ukraine, trao tặng các binh sĩ huy chương vì lòng dũng cảm và nghe báo cáo về tiến độ chiến đấu. Đồng thời, nghe giới thiệu về hàng loạt khí tài của quân đội Ukraine bị thu giữ, trong đó có vũ khí do NATO viện trợ. Phát biểu trong chuyến thị sát, ông Belousov nói, chúng ta đã khiến các đơn vị tinh nhuệ nhất của đối phương suy yếu nghiêm trọng, trong khi tốc độ tiến quân của lực lượng Nga đang gia tăng. Với cơ bản, quân đội Nga đã làm chệch hướng toàn bộ chiến lược năm 2025 của họ. Thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện không được công bố, nhưng cánh quân Bắc đang phụ trách mặt trận gồm tỉnh Kursk, Belgorod, Bryansk ở Nga và Kharkov, Sumy tại Ukraine. Phát biểu được ông Belousov đưa ra giữa lúc chiến dịch của Ukraine tại Kursk ngày càng lâm vào bế tắc, không đạt được mục tiêu chiến lược là buộc Nga rút bớt lực lượng từ các mặt trận khác. Sau giai đoạn đầu bất ngờ, quân đội Nga đã củng cố lực lượng, giành lại nhiều vùng lãnh thổ và được cho là đang chuẩn bị phát động cuộc phản công lớn. Huy động các đơn vị tinh nhuệ nhất cho mặt trận Kursk cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Ukraine ngày càng thất thế ở vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk. Nga những tháng gần đây liên tục đạt thành công lớn ở mặt trận Donbass, kiểm soát thêm hàng loạt thành phố và khu định cư quan trọng. Trước tình hình hiện nay, ông Matteo Savin, người đứng đầu bộ phận khoa học quân sự tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia RUSI, Vương quốc Anh nhận định, Ukraine hiện nay đang ở tình thế yếu nhất kể từ đầu cuộc xung đột với Nga. Tờ Times dẫn lời chuyên gia cho biết, Ukraine hiện đang ở thế yếu hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong cuộc xung đột. Ông Savin cũng lưu ý rằng việc cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga sẽ không thể thay đổi cục diện cuộc xung đột. Nói về các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, chuyên gia này cho biết Mỹ sẽ theo dõi từ hậu trường và nhận thức rằng tình hình sẽ ảm đạm với họ. Chúng tôi không nói là Ukraine sẽ sụp đổ, nhưng có nguy cơ không thể tránh khỏi phải rút lui và mất thêm lãnh thổ. Trong tháng qua, tốc độ tấn công của Nga đã tăng nhanh. Người Ukraine đã kiệt quệ. Họ không thể đưa các đơn vị quân đội khỏi tiền tuyến. Họ mệt mỏi về thể xác và kiệt quệ về tinh thần. Họ không có thời gian nghỉ ngơi. Thời gian gần đây, Ukraine liên tiếp nhận tin xấu tại nhiều mặt trận. Trong khi Nga đang đạt được những thành quả mạnh mẽ ở Kursk và Donbass, Nga đã giành được lợi thế tại các điểm then chốt dọc theo tiền tuyến ở miền đông và đông nam Ukraine, đồng thời tung ra làn sóng tấn công liên tiếp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa cập nhật chi tiết về tình hình giao tranh trên các mặt trận trong 24 giờ qua. Cụ thể, lực lượng Nga tiếp tục chiến dịch tiêu diệt các nhóm binh sĩ Ukraine đột nhập lãnh thổ ở vùng Kursk. Các đơn vị thuộc tập đoàn quân Silver gây tổn thất nặng nề cho nhiều lữ đoàn Ukraine, bao gồm các lữ đoàn cơ giới và thủy quân lục chiến. Theo hướng Kharkov, Nga đánh bại các đơn vị phòng thủ lãnh thổ và đội biên phòng Ukraine gần Lebedevka và Kazachialopan. Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, Nga thông báo Ukraine thiệt hại 145 binh sĩ, 2 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 1 lựu pháo D-30 tại đây. Ở hướng Donetsk, lực lượng Yurs của Nga đã kiểm soát thêm các khu vực như Dalenie và tấn công nhiều đơn vị Ukraine gần Chevonoye, Sevesk và Kurakhov. Một cuộc phản công của lữ đoàn không vận số 46 của Ukraine cũng bị đẩy lùi. Tại Adivka, tập đoàn Tushen đã tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, gây tổn thất lớn cho các lữ đoàn của Ukraine gần Grodovka, Sukhoya và Dmytrov. Ngoài ra, 11 cuộc phản công của các đội tấn công của lữ đoàn cơ giới 117, 151 của Ukraine, lữ đoàn Jager 68, lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 và lữ đoàn Liut của cảnh sát quốc gia Ukraine đã bị đẩy lùi. Ở hướng Kherson, các đơn vị từ lực lượng Donetsk của Nga tấn công nhân lực và vũ khí của lữ đoàn cơ giới số 31, lữ đoàn bộ binh số 141 của lực lượng vũ trang Ukraine, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 118 và 126 gần Novoandreevka, Malaya Tokmachka, khu vực Zaporizhia, Burunga và Nikolskoye, khu vực Kherson. Tổng thiệt hại của Ukraine ở tất cả các mặt trận giao tranh trong 24 giờ qua cho thấy Kiev bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.700 quân lực cùng 5 binh sĩ Kiev đầu hàng tại Kursk. Trong khi đó, về mặt vật lực, Ukraine mất tổng cộng 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 1 xe chiến đấu bọc thép, 34 xe cơ giới bị phá hủy, 1 pháo tự hành M198 155mm do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Braveheart 155mm do Anh sản xuất, 2 pháo D-20 152mm, 2 pháo tự hành Gvozhdika 122mm, 5 pháo D-30 122mm, 1 pháo chống tăng Rapira 100mm, 4 pháo M119 105mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Acacia 152mm. Ukraine cũng bị phá hủy 2 trạm tác chiến điện tử Anklav N và Bukoven AD. Song song với đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã khiến đối phương mất 5 kho đạn dã chiến. Ngoài ra, các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 2 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất, 6 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 67 UAV cánh cố định của Ukraine. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết đã đi thị sát họp tại Trung tâm Điều khiển Nhóm quân miền Bắc và tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tới các chỉ huy về tình hình chiến sự ở Ukraine. Trong chuyến thị sát, ông Belousov cho biết, công việc mà chúng ta đã thực hiện ở đây, chỉ đạo hoạt động của nhóm miền Bắc đã đập nát những đơn vị tinh nhuệ nhất của đối phương. Hiện tại, đà tiến quân đang tăng tốc. Thực tế, chúng ta đã làm gián đoạn toàn bộ chiến dịch của địch trong năm 2025. Bộ Quốc phòng cho biết, các chỉ huy cũng đã báo cáo với Bộ trưởng về tình hình hiện tại, việc cung cấp hậu cần cho quân đội trong khu vực hoạt động quân sự và bản chất hành động của đối phương. Chỉ huy của Cụm lực lượng miền Bắc, Thượng tướng Alexander Lapin đã báo cáo với Bộ trưởng về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu theo các hướng hoạt động của nhóm, cũng như các chi tiết cụ thể về việc sử dụng hàng không tác chiến, chiến thuật, pháo binh và máy bay không người lái trong khu vực thuộc trách nhiệm của nhóm. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vào thành phố Dnipro của Ukraine để đáp trả vụ Ukraine tấn công vùng Bryansk bằng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất. Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO với các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa dối hoặc bị gây áp lực và tống tiền. Trong khi đó, liên minh này bất chấp sự phản đối của Moscow lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga. Trong khi đó, mới đây, Bộ Quốc phòng Ukraine đã gửi yêu cầu tới NATO về khả năng kết nối các hệ thống điện tử hàng không của máy bay chiến đấu F-16AMBM được các quốc gia thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cung cấp với mạng trao đổi dữ liệu chiến thuật quân sự Link 16 được sử dụng bởi hàng không của khối. Trong trường hợp được phê duyệt, máy bay trinh sát NATO bao gồm RC-135W, E-3A, P-8A, SAAB-340 và một số loại khác sẽ cung cấp cho tiêm kích F-16 của không quân Ukraine quyền truy cập trực tiếp vào thông tin tình báo theo thời gian thực, từ đó nâng cao nhận thức tình huống của lực lượng vũ trang Ukraine. Mối quan tâm đặc biệt của Kiev là cơ hội tăng cường tính bí mật của những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga ở độ cao cực thấp bằng cách sử dụng Link 16, cho phép nhận dữ liệu từ máy bay trinh sát trong thời điểm hệ thống radar hàng không của tiêm kích bị tắt. Nếu để lộ bí mật, Nga sẽ nhận được quyền truy cập vào hệ thống mật mã của NATO cài đặt sẵn trong thiết bị. Ngoài ra, nguy cơ tình báo lấy cắp dữ liệu mà không cần cướp máy bay cũng được đánh giá là rất cao. Chính vì vậy, chưa chắc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO chấp thuận yêu cầu từ Kiev. Trả lời câu hỏi tại sao chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định cho phép các cuộc tấn công tầm xa chống lại Liên bang Nga vào thời điểm này, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell, cho biết ông không biết lý do Nhà Trắng đưa ra quyết định này sau cuộc bầu cử Tổng thống mà không phải trước đó. Ông Borrell cũng xác nhận rằng quyết định cho phép này đã được đưa ra và giới hạn trong phạm vi 300 km. Theo ông Borrell, đây không phải là khoảng cách quá lớn và nó không đi sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga, nhưng đó là quyết định của chính quyền Mỹ. Ông Borrell còn nhấn mạnh, tôi nghĩ rằng việc cung cấp vũ khí không chỉ để chặn mũi tên mà còn để đối phó với những người bán cung. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgy Tikhi cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vừa qua, Ukraine đã nhiều lần sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu trên các vùng lãnh thổ bị kiểm soát của mình, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ bắt đầu lên tiếng khi các mục tiêu ở Nga bị tấn công. Ông Tikhi cho biết thêm, Ukraine có toàn quyền theo luật pháp quốc tế để tấn công bất kỳ mục tiêu quân sự hợp pháp nào trên lãnh thổ Nga. Ukraine tự bảo vệ mình theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nga chỉ có thể tự chịu trách nhiệm về hậu quả của việc tấn công Ukraine. Theo hai quan chức Mỹ, Ukraine đã bắn tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất qua biên giới vào lãnh thổ Nga lần đầu tiên hôm 21 tháng 11. Một ngày sau, Ukraine cũng lần đầu tiên phóng tên lửa Storm Shadow do Anh, Pháp sản xuất vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Sau các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow đã tấn công một cơ sở công nghiệp quân sự lớn của Ukraine ở thành phố Dnipro bằng tên lửa siêu vượt âm tầm trung, đời mới có tên gọi là Oreshnik. Tên lửa này có tốc độ di chuyển 2,5 km đến 3 km/giây, tức là nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh, khiến vũ khí này không thể bị đánh chặn ở thời điểm hiện tại. Ông Putin cho hay, cuộc tấn công nhằm đáp trả lại việc Ukraine tập kích lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ trong 2 ngày liên tiếp. Tổng thống Putin lưu ý rằng Moscow sẽ đưa ra cảnh cáo khi sử dụng vũ khí mới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, Ukraine không thể sử dụng các bệ phóng ATACMS có công nghệ phức tạp nếu không có sự trợ giúp của Mỹ. Ông cũng nhắc lại cảnh báo trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow sẽ buộc phải thay đổi lập trường nếu Ukraine được phép sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để chống lại Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ký phê duyệt học thuyết hạt nhân chiến thuật sửa đổi của Nga, cho phép Moscow có quyền lựa chọn triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt nếu bị tấn công từ một quốc gia phi hạt nhân được hỗ trợ bởi một quốc gia hạt nhân. Liên quan đến cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS gần đây vào Bryansk, ông Knutov đánh giá những tên lửa này là mục tiêu khó khăn đối với hệ thống phòng không của Nga. Một phần là do nhiều tên lửa mà Mỹ cung cấp cho Ukraine là biến thể mang đầu đạn chùm. Ngay cả khi tên lửa bị đánh chặn, cũng vẫn có nguy cơ đầu đạn phát nổ và trúng mục tiêu dự định, gây thiệt hại cho bất kỳ thứ gì trong tầm bắn của đạn chùm. Trận chiến Chasiv-Yar kéo dài hơn 6 tháng đã bước sang giai đoạn mới khi quân đội Nga tiến vào khu vực trung tâm thành phố sau khi vượt qua các rào cản tự nhiên bảo vệ điểm dân cư này. Trong những ngày gần đây, các đơn vị của Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ ở trung tâm Chasiv-Yar. Hầu như toàn bộ quận Oktyabrsky, gồm các ngôi nhà và sân vận động, đều nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Một số tòa nhà hành chính cũng được báo cáo là đã bị kiểm soát. Điều này đảm bảo quyền kiểm soát của họ đối với các khu vực quan trọng ở trung tâm để tiếp tục các cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở hạ tầng. Bất chấp sự tiến công nhanh chóng của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát các tòa nhà chung cư nhiều tầng ở trung tâm thành phố. Quân đội Ukraine hy vọng rằng đống đổ nát của nhà máy và các tầng hầm kiên cố sẽ trở thành một trở ngại để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Mặt khác, kế hoạch của phía Nga cũng rõ ràng, đó chính là vây hãm vị trí phòng thủ gọi là thành cổ. Từ phía nam, Chasiv-Yar bị lính dù của sư đoàn không vận 98 Nga bao vây. Ở phía bắc, các binh sĩ của lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập 200 và quân đoàn tình nguyện số 1 của lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường tiếp tế của lực lượng vũ trang Ukraine. Chiến thuật tiến công theo nhóm bộ binh nhỏ của quân đội Nga đã minh chứng được hiệu quả trong chiến đấu và mang lại kết quả tại Chasiv-Yar. Đó là những nhóm cơ động nhỏ được trang bị tốt. Họ đã kiểm soát được hầu hết thành phố. Chiến lược này không cho phép Nga thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng, nhưng đảm bảo phá hủy hiệu quả các tuyến phòng thủ của đối phương. Theo các chuyên gia, Chasiv-Yar có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine. Việc mất thành phố có thể làm phức tạp thêm công tác phòng thủ của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU ở các khu vực lân cận và mở ra các tuyến đường mới cho hướng tấn công của quân đội Nga. Giới phân tích cho rằng, Nga đang chạy đua với thời gian để kiểm soát Chasiv-Yar và Pokrovsk trước mùa lá rụng, có nguy cơ làm lộ ra nơi ẩn náu quan trọng của quân đội nước này và trước khi mùa đông tới khiến mặt đất trở nên lầy lội. Theo TASS, cựu Ngoại trưởng Áo kiêm Giám đốc Trung tâm Gorky thuộc Đại học Quốc gia Saint Petersburg, bà Karin Khanaiso cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp trả chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và phương Tây bằng việc phóng một loạt tên lửa mà hệ thống phòng không của họ không thể đánh chặn. Trên Telegram, bà Khanaiso viết, trong khi chính quyền Biden tích lũy kho tên lửa đầy rủi ro cho người kế nhiệm tại Nhà Trắng, thì Nga đã đáp trả nhiều hành động thách thức gần đây của NATO. Nga có nhiều loại vũ khí trong kho hơn nhiều người tưởng. Nga đã thực hiện một đòn tấn công kết hợp vào các mục tiêu ở Ukraine bằng tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới. Bà Khanaiso đánh giá, cả Mỹ lẫn các nước khác trên thế giới hiện không có hệ thống phòng không nào có khả năng đánh chặn các tên lửa siêu vượt âm mới của Nga. Bình luận về việc Nga sử dụng tên lửa Oreshnik tấn công mục tiêu ở Ukraine, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov nói rằng sự việc này có thể buộc các nước phương Tây phải xem xét lại lập trường của mình và bắt đầu ám chỉ đến khả năng đàm phán. Bạn thấy đấy, họ đang ngồi đó ở phương Tây, ấm áp và khá bình tĩnh. Vì vậy, hãy để họ cảm nhận được một cuộc chiến thực sự là như thế nào. Đã đến lúc giáng một đòn mạnh vào các mục tiêu của những quốc gia sợ công khai thừa nhận sự tham gia của họ vào cuộc chiến. Ông Kadyrov viết trên Telegram và nhấn mạnh rằng các nước phương Tây cung cấp hỗ trợ cho Ukraine thực sự tham gia vào cuộc xung đột. Và việc họ không hành động trong các vấn đề đàm phán với Nga chỉ kéo dài tình hình hiện tại. Theo người đứng đầu Chechnya, việc trình diễn năng lực quân sự của Nga như Oreshnik có thể trở thành một yếu tố quan trọng để thay đổi lời lẽ của các nhà lãnh đạo phương Tây. Fabian Hoffmann, một chuyên gia về vũ khí tại Đại học Oslo, nhận định về mục đích của cuộc tấn công mới nhất này của Nga. Điều mà Moscow muốn nói với chúng ta ngày hôm nay là hãy xem, cuộc tấn công vừa qua không phải là vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhưng bạn biết đấy, nếu bất cứ điều gì bạn tiếp tục làm, cuộc tấn công tiếp theo có thể sẽ là đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Trong khi đó, Roman Kostenko, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Tình báo tại Quốc hội Ukraine cho biết, cuộc tấn công hôm 21 tháng 11 của Nga sẽ không thúc đẩy Kiev thay đổi cách thức tiến hành xung đột, bao gồm cả việc tấn công trả đũa các mục tiêu ở Nga để tự vệ. Trên hết, các quan chức Nga và phương Tây đã tranh cãi về việc ai phải chịu trách nhiệm cho làn sóng gia tăng gần đây. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vừa qua đã xuất hiện trong một thông điệp bằng video, tuyên bố Moscow đã tấn công một cơ sở quân sự của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung, có tên là Oreshnik. Liên quan tới vấn đề này, trong một cuộc phỏng vấn được hãng tin Reuters phát đi mới đây, chuyên gia tên lửa Michael Bonnet thuộc tập đoàn RAN cho rằng việc Liên bang Nga sử dụng một tên lửa tầm xa để tấn công một mục tiêu rất gần được Moscow xem như một thông điệp gửi đến phương Tây. Theo đó, chuyên gia Bonnet nói, lý do chính thức được đưa ra là chính phủ Liên bang Nga không hài lòng với việc các tên lửa hành trình phóng từ trên không do phương Tây cung cấp, cụ thể là Storm Shadow, đã được sử dụng để tấn công lãnh thổ Liên bang Nga. Chuyên gia Bonnet lưu ý rằng, Liên bang Nga đặc biệt nhạy cảm với việc sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ của mình. Theo chuyên gia Bonnet, thông qua việc triển khai tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik, Moscow đã cho thấy họ có thể triển khai lực lượng một cách an toàn trong lãnh thổ của mình, nơi không bị tấn công. Điều này mang lại cho Nga lợi thế khi có thể hoạt động hiệu quả ở gần Ukraine, trong khi đây lại là một bất lợi lớn đối với Ukraine. Khía cạnh thứ hai liên quan đến triển vọng đàm phán trong tương lai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu phương Tây hỗ trợ để có khả năng răn đe chiến lược phi hạt nhân chiến thuật, bao gồm tên lửa tầm xa. Vì vậy, hành động của Nga cũng là một thông điệp rằng phương Tây không nên cung cấp khả năng tấn công tầm xa cho nhu cầu chiến thuật hiện tại của Ukraine. Mục đích là nhằm duy trì lợi thế an toàn cho các hoạt động của Liên bang Nga, thông qua loại bỏ các lựa chọn mà phương Tây có thể cung cấp cho Ukraine. Từ đó, chuyên gia Bonnet nhận định, như vậy đây vừa là một thông điệp chiến thuật, vừa mang tính chiến lược. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phản ứng cương quyết đối với việc Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới Oreshnik, cho rằng sự kiện đó đánh dấu sự chuyển biến nguy hiểm về quy mô và mức độ tàn bạo của xung đột hiện nay. Trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Zelensky viết, thế giới phải phản ứng, hiện giờ chưa có bất cứ phản ứng cương quyết nào từ thế giới. Đây là bước gia tăng rõ ràng và nghiêm trọng về quy mô và mức độ tàn bạo của xung đột này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng hối thúc cộng đồng quốc tế phản ứng nhanh chóng trước việc Nga sử dụng loại vũ khí mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Georgy Tikhi nói, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà lãnh đạo, các quốc gia tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, ngay lập tức phản ứng trước việc Nga sử dụng loại vũ khí mới. Trang Bulgari Military vừa qua cho biết, quân đội Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công một sở chỉ huy ở tỉnh Kursk, nơi tập trung các quan chức quân sự chủ chốt của Nga và thậm chí là của cả Triều Tiên. Đặc biệt, có một đoạn video tại vùng Kursk ở khu vực định cư Marin đã cho thấy chi tiết đặc biệt. Theo đó, các nguồn tin địa phương tiết lộ một số lượng rất đáng kể tên lửa đã được sử dụng để tấn công, có thể nghe thấy khoảng 15 vụ nổ. Mặc dù một trong số đó có thể là do hệ thống phòng không gây ra, nhưng không kém phần đáng lưu ý là mục tiêu. Một video được quay bên cạnh tòa nhà lịch sử của đền Trang Bryantsky, hiện là viện điều dưỡng nằm dưới sự quản lý của Phủ Tổng thống Liên bang Nga. Đồng thời, đối tượng bị ảnh hưởng nằm ở phía đông và có thông tin cho biết đây là nơi đóng vai trò như một trung tâm liên lạc. Với mức độ xác suất rất lớn, đây có thể là một sở chỉ huy ngầm. Vị trí của nơi bị tấn công gần viện điều dưỡng, khả năng cao tòa nhà đã được bộ chỉ huy của một nhóm quân đội Nga ở vùng Kursk sử dụng. Và xét đến thực tế là quân đội Triều Tiên cũng đang hoạt động ở đó, không loại trừ các khả năng các tướng lĩnh đến từ Bình Nhưỡng đã trở thành mục tiêu của vụ oanh tạc. Đáng chú ý, The Wall Street Journal sau đó trích dẫn một quan chức phương Tây cho biết, một vị tướng Triều Tiên đã bị thương trong một cuộc không kích gần đây của Ukraine tại vùng Kursk của Nga. Nguồn tin không cung cấp chi tiết về cách vị tướng này bị thương và không nêu tên sĩ quan quân đội cấp cao của Triều Tiên. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal lưu ý đây là lần đầu tiên phương Tây xác nhận một nhân vật quân sự cấp cao của Triều Tiên bị thương. Trước đó, Wall Street Journal đưa tin Triều Tiên đã cử đại tá Kim Jong-un đến Nga để giám sát quân đội Triều Tiên. Ông Kim được coi là một trong 10 nhà lãnh đạo quân sự nổi bật nhất của Triều Tiên và là trợ lý thường xuyên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đáng chú ý, các báo cáo cho rằng cuộc không kích có thể đã tấn công cũng vào khu đền Trang Bryantsky ở Mariano nói trên. Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine cũng đã chia sẻ một đoạn phim cho thấy cảnh phá hủy một sở chỉ huy của Nga gần Mariano ở tỉnh Kursk. Các Các phương tiện truyền thông Ukraine dẫn các nguồn thông tin ẩn danh cho biết, giới lãnh đạo Nga có kế hoạch truyền đạt tới chính quyền của ông Donald Trump thông qua đại diện của các quốc gia nước ngoài, quốc gia thứ ba, một bản kế hoạch phân chia lãnh thổ Ukraine thành 3 phần. Phần đầu tiên được gọi là khu vực mới của Nga, là những khu vực nguyên thuộc lãnh thổ Ukraine, nhưng này đã chính thức đã là một phần của Liên bang Nga. Khu vực mới của Nga gồm bán đảo Crimea và 4 vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm 2022. Vùng lãnh thổ thứ hai được gọi là vùng giáo dục nhà nước thân Nga, với đặc trưng là việc hình thành nền giáo dục mang cấp nhà nước với chính phủ thân Nga đã được Moscow dự kiến. Đây là các vùng lãnh thổ của các vùng Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov, Poltava, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Mykolaiv, Odessa, Cherkasy, Vinnytsia, Yitomir, hiện đại và chính thủ đô Kiev. Vùng thứ ba là các lãnh thổ tranh chấp, thực chất là phần phía tây của Ukraine, bao gồm Volyn, Rine, Khmelnytsky, Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternobyl, Chernivtsi, các vùng Transcarpathian. Tương lai của khu vực này được cho là cần có sự thảo luận giữa Nga và các quốc gia láng giềng gồm Hungary, Ba Lan, Rumania. Hiện nay, đại diện chính thức của chính quyền Kiev và Moscow đều chưa lên tiếng xác nhận hay phản bác nguồn thông tin đang lan tràn trên các phương tiện truyền thông Ukraine. Bất kể trước đây, báo chí phương Tây cũng đã nhiều lần đề cập đến những thông tin mang tính chất tương tự. Trong khi đó, kể từ khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ cách đây hơn 2 tuần, Tổng thống Ukraine dường như đã hạ thấp mục tiêu trước đó là đánh bại Nga trên chiến trường. Có lẽ tuyên bố gây sốc nhất của nhà lãnh đạo Ukraine cho đến nay, việc ông cho rằng Kiev có thể không cần giành lại Crimea bằng vũ lực. Hồi năm 2014, bán đảo này đã được sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý. Điều này dường như đang thể hiện thái độ xuống thang của nhà lãnh đạo Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại với Nga. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, ông nhấn mạnh rằng cuộc xung đột không thể dễ dàng kết thúc và không thể giải quyết bằng các cuộc đàm phán. Ông cũng tuyên bố rằng Nga phải thua trong cuộc xung đột này và từ chối trao đổi bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine để đổi lấy hòa bình. Tuy nhiên, một tháng sau, ông Zelensky lại có thông điệp tương tự trước Quốc hội Ukraine, khẳng định Ukraine không chấp nhận nhượng bộ để đạt được hòa bình. Đây không phải là lần đầu tiên ông Zelensky thay đổi quan điểm về cuộc xung đột, đặc biệt sau khi kết quả bầu cử Mỹ có sự thay đổi. Tuần trước, ông ám chỉ rằng thời gian để thực hiện mục tiêu đánh bại Nga trên chiến trường đang dần cạn kiệt. Ông cho rằng, với các chính sách hiện tại của Nhà Trắng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đắc cử Donald Trump, xung đột có thể kết thúc sớm hơn. Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine bằng một thỏa thuận hòa bình và bày tỏ nghi ngờ về việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine, điều mà chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Biden đang theo đuổi. Những thay đổi trong quan điểm của Tổng thống Zelensky cho thấy, dù ông vẫn đang khẳng định mục tiêu chiến thắng, nhưng bối cảnh chính trị quốc tế và sự thay đổi trong chính sách của các cường quốc như Mỹ đã ảnh hưởng đến cách ông điều chỉnh chiến lược và kỳ vọng của Ukraine trong cuộc xung đột này. Từ việc chính quyền ông Biden tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong những tháng cuối trước khi mãn nhiệm, cho tới vụ Nga cập nhật học thuyết hạt nhân chiến thuật, xung đột Nga-Ukraine có thể sẽ vẫn nóng rực trong các tháng mùa đông năm nay. Việc Mỹ cung cấp và cho phép Ukraine sử dụng mìn chống bộ binh có thể gây tranh cãi, đặc biệt sau khi Washington cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Moscow sẽ trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine có sử dụng ATACMS. Mới đây, ông Stefan Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và Ukraine thực hiện các bước khẩn cấp để giảm gia tăng xung đột. Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thử nghiệm tên lửa tầm trung Oreshnik mới nhất, cũng như việc Moscow cho rằng mình có quyền sử dụng vũ khí chống lại các cơ sở quân sự của các quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại Nga. Ông Dujarric nói tại một cuộc họp báo rằng tất cả những điều này đang đi sai hướng. Ông cũng gọi sự phát triển này là đáng báo động. Trong khi đó, người dùng mạng xã hội từ các nước phương Tây bắt đầu xin lỗi Nga về hành động của các nhà lãnh đạo nước họ. Sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik mới, họ để lại bình luận của mình dưới đoạn video sử dụng Oreshnik do Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medveev đăng trên trang của ông trên mạng xã hội X. Alex Barnikot viết, thay mặt Vương quốc Anh, chúng tôi không muốn xảy ra xung đột với các bạn. Chúng tôi thay mặt chính phủ của chúng tôi xin lỗi vì họ không đại diện cho đại đa số công chúng Anh. Người dùng Mỹ cũng chỉ trích chính phủ Mỹ hiện tại, phàn nàn rằng họ đang làm mọi cách có thể để thách thức Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một tuyên bố, trong đó ông nói rằng để đáp trả việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ và Anh, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp vào khu liên hợp công nghiệp Ukraine ở Dnipro Pechov, một khu phức hợp sản xuất công nghệ tên lửa. Các ngầm được giấu sâu dưới đáy biển mang theo những thông tin quan trọng, nhạy cảm trong nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, kinh tế và xã hội. Chúng nằm ngoài tầm nhìn và khó bảo vệ. Một khi chúng bị hư hỏng hoặc bị xâm nhập, nó sẽ không chỉ gây ra những rủi ro nghiêm trọng về bảo mật dữ liệu, mà còn đòi hỏi một lượng thời gian và nguồn lực đáng kể để phục hồi. Theo đó, thông tin được tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat đưa tin vừa qua cho biết, chỉ huy người Na Uy Pan Brabat đã trình bày về dự án vận hành trung tâm hàng hải NATO về an ninh cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển CUI. Đồng thời nói thêm rằng các hoạt động hiện đang trong giai đoạn đầu. Được biết, cơ sở hạ tầng dưới nước này sẽ được giám sát bằng phần mềm tích hợp dữ liệu từ hệ thống nhận dạng tự động AIS, ghi lại vị trí của tàu, hình ảnh vệ tinh và cảm biến đường ống. Tờ báo cho biết thêm rằng các cảm biến sẽ được đặt trên đường ống dẫn dầu và khí đốt, không phải cáp thông tin. Trong khi đó, chỉ huy Bradbach cũng cho biết phiên bản thử nghiệm của phần mềm sẽ đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2024. Cùng lúc đó, quân đội Phần Lan nói rằng sáng kiến bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới nước không liên quan đến các sự cố gần đây liên quan đến các ngầm ở biển Baltic. Động thái mới của NATO được thực hiện sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Liên minh xuyên Đại Tây Dương, khiến một số nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng biển Baltic có thể trở thành hồ NATO. Tuy nhiên, ông Michael Vateson, cựu sĩ quan lực lượng vũ trang Thụy Điển cho rằng quyết định này có thể ảnh hưởng an ninh nghiêm trọng. Ông Vateson nhận định Nga sẽ không đứng nhìn khi NATO cố gắng ngăn chặn việc Moscow tiếp cận biển Baltic. Được biết, căng thẳng xung quanh vùng Baltic ngày càng phức tạp do sự mở rộng của NATO kể từ khi Liên Xô và Hiệp ước Warsaw sụp đổ. Từ đó, cựu quân nhân Thụy Điển nhấn mạnh rằng sau khi Phần Lan và Thụy Điển trung lập trước đây gia nhập liên minh, biển Baltic về nguyên tắc đã trở thành biển NATO, ngoại trừ hai bờ biển ngắn của Nga. Theo đó, Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả việc NATO tiến gần hơn tới biên giới của mình bằng cách tăng cường phòng thủ ở các khu vực phía Tây Bắc. Hồi tháng 3 năm nay, ông Sergei Shoigu, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các quân khu Leningrad và Moscow được thành lập là động thái đáp trả việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, việc Nga tái lập quân sự Moscow và Leningrad sẽ hỗ trợ các mục tiêu song song là củng cố quyền kiểm soát các hoạt động của Nga ở Ukraine trong thời gian từ ngắn hạn đến trung hạn, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn có thể xảy ra nhằm chống lại NATO về lâu dài. Đáng chú ý, quân khu Leningrad đóng gần thành viên mới của NATO là Phần Lan và các nước vùng Baltic, là thành phần chủ chốt của lực lượng vũ trang Nga, có nhiệm vụ giám sát một phần chiến lược phòng thủ quốc gia ở khu vực phía Tây Nga. Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km, 830 dặm với Nga, khiến vấn đề trở nên đặc biệt nhạy cảm đối với cả hai quốc gia. Mới đây, tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức đưa tin, Đức đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn với Nga bằng cách phát triển kế hoạch hoạt động của Đức dày 1.000 trang, nội dung của tài liệu hầu hết là bí mật. Tài liệu viết, kế hoạch liệt kê tất cả các tòa nhà và cơ sở hạ tầng cần được bảo vệ đặc biệt vì lý do quân sự. Sau đó, trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở sườn phía đông của NATO, Đức sẽ trở thành trung tâm của hàng chục nghìn và có thể hàng trăm ngàn binh sĩ cần được vận chuyển về phía đông. Theo ấn phẩm, lực lượng vũ trang Đức gần đây đã bắt đầu chuẩn bị cho các công ty ứng phó với tình huống khẩn cấp trong tương lai trên cơ sở kế hoạch bí mật này. Vì vậy, người đứng đầu cơ quan chỉ huy bảo vệ lãnh thổ của bang Liên bang Hamburg, John Plisker, đã khuyên tại cuộc họp với đại diện các công ty Đức nên đào tạo ít nhất 5 trong số 100 nhân viên lái xe tải, tích trữ máy phát điện diesel, xây dựng kế hoạch trước cho người lao động khi gặp khủng hoảng. Người ta làm rõ rằng quân đội Đức không có kế hoạch là hoàn chỉnh và gọi nó là tài liệu sống, tức là có thể bổ sung. Mùa đông năm ngoái, tờ báo lá cải Bild trích dẫn một tài liệu bí mật của lực lượng vũ trang Đức Bundeswehr đã công bố một kế hoạch về cách Nga, theo giả định của các tác giả, có thể tấn công sườn phía đông của NATO. Bộ Quốc phòng Đức bình luận về các báo cáo trên phương tiện truyền thông cho biết, việc xem xét ngay cả những kịch bản cực kỳ khó xảy ra là một phần công việc quân sự hàng ngày. Trong khi đó, một bài đăng trên Telegram vào ngày 21 tháng 11 của ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã cảnh báo về phương Tây khiêu khích Nga là hành động không khôn ngoan. Ông cáo buộc phương Tây đẩy thế giới đến một cuộc khủng hoảng tên lửa mới thông qua các hành động của mình. Với sự hiện diện của các vũ khí tiên tiến trong quân đội Nga, chẳng hạn Oreshnik, tốt nhất không nên đùa với lửa, thậm chí không nên cố gắng khiêu khích, ông Slutsky tuyên bố. Quan chức Nga đã trích dẫn bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên truyền hình hôm 21 tháng 11 rằng Tổng thống Putin một lần nữa cảnh báo và kêu gọi không hoài nghi về quyết tâm cũng như khả năng của Nga trong việc đẩy lùi hành vi gây hấn. Ông Andrei Katapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga cho rằng các quốc gia phương Tây nên sợ hãi sau tuyên bố của Tổng thống Putin về tên lửa mới nhất của Nga. Hãy để họ sợ hãi và run rẩy. Lập trường của chúng ta là đúng đắn. Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta, ông Katapolov nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành mọi nhiệm vụ. Vừa qua, người phát ngôn Thomas Buchanan của Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ, Stratcom tuyên bố Mỹ không mong muốn sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng sẵn sàng làm vậy nếu cần thiết và vì lợi ích quốc gia. Đài RT dẫn lời chuẩn đô đốc Buchanan phát biểu tại sự kiện ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế. Nếu phải có một giao tranh, thì chúng tôi muốn thực hiện theo các điều khoản mà Mỹ có thể chấp nhận được nhất. Theo ông, điều khoản cụ thể đó là Mỹ giữ vị thế là một nhà lãnh đạo thế giới. Theo ông Buchanan, trong trường hợp có khả năng xảy ra giao tranh hạt nhân, Mỹ sẽ tìm cách duy trì một phần kho vũ khí của mình để tiếp tục răn đe. Ông nói, chúng ta sẽ phải có năng lực dự trữ. Bạn sẽ không sử dụng hết tất cả các nguồn lực của mình để giành chiến thắng phải không? Bởi vì khi đó, bạn sẽ không có gì để ngăn chặn vào. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới đây cho rằng các cuộc đàm phán trước đây với Mỹ chỉ càng khẳng định thái độ thù địch không thay đổi của Washington đối với Bình Nhưỡng. Ông cũng nhấn mạnh việc phát triển vũ khí hạt nhân là cách duy nhất để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim Jong-un phát biểu tại một triển lãm quốc phòng, nơi trưng bày những hệ thống vũ khí mạnh nhất của Triều Tiên, bao gồm các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng hướng tới lãnh thổ Mỹ. Trước đó, trong cuộc gặp với các sĩ quan quân đội tuần trước, ông đã cam kết mở rộng chương trình hạt nhân quân sự không giới hạn. Ông Kim nói, chưa bao giờ các bên tham chiến trên bán đảo Triều Tiên phải đối mặt với cuộc đối đầu nguy hiểm và khốc liệt, đến mức có thể phát triển thành một cuộc chiến tranh hạt nhân tàn khốc nhất. Chúng tôi đã tiến xa nhất có thể trong đàm phán với Mỹ, nhưng điều chúng tôi chắc chắn từ kết quả này không phải là ý chí chung sống hòa bình của siêu cường này, mà là lập trường toàn diện về quyền lực cũng như chính sách gây hấn và thù địch đối với chúng tôi không bao giờ có thể thay đổi. Trong bài phát biểu, ông Kim kêu gọi phát triển và nâng cấp vũ khí của Triều Tiên thành vũ khí siêu hiện đại, đồng thời cam kết tiếp tục thúc đẩy năng lực phòng thủ để củng cố vị thế chiến lược của Bình Nhưỡng. Ông Donald Trump từ lâu đã ca ngợi mối quan hệ của mình với ông Kim. Vào tháng trước, ông Trump nói rằng hai nước từng có nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân với hàng triệu người thiệt mạng, nhưng ông đã ngăn chặn nó nhờ mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo. Chủ tịch Triều Tiên cho đến nay vẫn chưa bình luận trực tiếp về việc ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Kim Jong-un đề cập đến các hội nghị thượng đỉnh thất bại mà không nêu tên ông Trump. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cáo buộc Mỹ gia tăng áp lực quân sự lên Triều Tiên bằng cách tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh trong khu vực và tăng cường triển khai các phương tiện tấn công chiến lược. Ông kêu gọi đẩy nhanh nỗ lực nâng cao năng lực của quân đội được trang bị vũ khí hạt nhân, nói rằng bảo đảm an ninh duy nhất của đất nước là xây dựng sức mạnh phòng thủ mạnh nhất có thể áp đảo kẻ thù. Chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa ngày càng mở rộng của Triều Tiên bao gồm nhiều loại vũ khí có khả năng hướng tới Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng các tên lửa tầm xa đã chứng minh khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng nỗ lực phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng nhằm mục đích cuối cùng là gây áp lực, buộc Washington phải chấp nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân và đàm phán các nhượng bộ về kinh tế, an ninh. Trong những tháng gần đây, ưu tiên trong chính sách đối ngoại của ông Kim Jong-un là Nga, khi ông cố gắng tăng cường vị thế quốc tế, chấp nhận ý tưởng về một chiến tranh lạnh mới. Theo đánh giá của các chuyên gia, ngay cả khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, việc nhanh chóng nối lại các hoạt động ngoại giao với Bình Nhưỡng khó có thể xảy ra. Những phát biểu mới nhất này của nhà lãnh đạo Triều Tiên dường như đã làm tan biến triển vọng đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng. Sau sự kiện ông tái đắc cử vào đầu tháng 11, làm dấy lên suy đoán về khả năng quay trở lại ngoại giao thượng đỉnh giữa hai bên. Mới đây, báo Rossiyskaya Gazeta của Nga cho biết, giá uranium gần đây đã tăng 5% lên mức 84 đô la Mỹ một pound, khoảng 0,45 kg. Đây là phản ứng của thị trường sau khi chính phủ Nga hạn chế xuất khẩu uranium làm dầu nhằm đáp trả các hạn chế của Mỹ đối với việc nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của nước này. Theo phó giáo sư Maxim Maximov tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, phản ứng của thị trường khá hợp lý do nhiên liệu hạt nhân của Nga chiếm khoảng 20% lượng tiêu thụ của Mỹ, một con số khó có thể thay thế nhanh chóng. Các nhà cung cấp sẽ không vội vàng bán ra vì giá uranium có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa. Ông Maximov dự đoán giá nhiên liệu hạt nhân sẽ tiếp tục tăng trong thời gian ngắn đến trung hạn. Ông Maximov lưu ý thêm rằng uranium của Nga vốn được xuất khẩu sang Mỹ hiện có thể chuyển hướng sang khu vực châu Á và Trung Đông, những khu vực có nhu cầu nhiên liệu hạt nhân ngày càng tăng. Cụ thể, Ấn Độ, Trung Quốc và Iran sẽ là những điểm đến lý tưởng của việc xuất khẩu uranium của Nga. Có thể chính quyền Mỹ, theo gương Nga, sẽ cố gắng lách các lệnh trừng phạt đối với uranium bằng cách mua sản phẩm từ nước thứ ba. Yếu tố có khả năng xảy ra nhất của viễn cảnh trên là Trung Quốc sẽ không bỏ lỡ cơ hội thu thêm lợi nhuận từ hoạt động buôn bán thuộc diện bị trừng phạt. Như vậy, chúng ta có thể dự đoán xu hướng tăng giá uranium làm giàu thấp. Cuối cùng, điều này sẽ làm tăng nguồn thu ngân sách của Nga khi Moscow tiếp tục bán nguyên liệu thô cho các nước khác. Đại diện tập đoàn Rosatom lưu ý rằng các biện pháp hạn chế chống lại Hoa Kỳ sẽ không ảnh hưởng đến những đối tác quốc tế khác của Moscow, bởi khách hàng mua uranium chính của Nga vẫn là các nước ở châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Á và Trung Đông. Nhà phân tích trên nhận định, việc xác định các xu hướng tiêu thụ điện hạt nhân của các nền kinh tế lớn trên toàn cầu là điều cần thiết, đặc biệt là ở Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng là yếu tố quan trọng. Với sự trở lại của Tổng thống đắc cử Donald Trump, cùng với các kế hoạch của ông, có thể dẫn đến sự gia tăng sử dụng năng lượng của Mỹ cũng như trên toàn cầu. Các cơ quan tình báo và an ninh quốc gia Mỹ đã cảnh báo các công ty quốc phòng Mỹ về việc Nga có thể tìm cách phá hoại hoạt động của họ ở cả trong và ngoài nước. Bản tin của các cơ quan tình báo Mỹ dẫn tin từ Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia, FBI và Bộ Quốc phòng cho biết, các cơ quan tình báo Nga có thể cố gắng tuyển dụng người trong cuộc trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Nhân viên các công ty này được khuyến cáo tránh tiếp xúc với những cá nhân cố gắng thiết lập mối quan hệ trên lãnh thổ công ty hoặc xuất hiện ở những khu vực hạn chế. Các công ty Mỹ, đặc biệt là những công ty hỗ trợ các thực thể, tham gia vào cuộc xung đột Ukraine hoặc các cuộc xung đột địa chính trị đang diễn ra khác, như một thông lệ tốt nhất nên tăng cường cảnh giác và nỗ lực bảo mật của họ. Báo cáo lưu ý rằng, các nỗ lực phá hoại của Nga cho đến nay chủ yếu nhắm vào các thực thể châu Âu, bao gồm cả một âm mưu bị ngăn chặn nhằm ám sát CEO của nhà sản xuất vũ khí Đức, Rheinmetall AG vào tháng 7. Tuy nhiên, Mỹ đang càng ngày càng trở thành trọng tâm của hoạt động này. Các cơ quan tình báo châu Âu và Mỹ tin rằng Moscow đứng sau các nỗ lực đốt cháy các máy bay chở hàng đến Bắc Mỹ. Trong khi đó, Nga đang nỗ lực tối đa hóa thành quả của mình trên tiền tuyến Ukraine, trong khi chính quyền ông Biden từ bỏ nhiều điều cấm kỵ trước khi ông Trump lên nắm quyền và triển khai chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ông Mikhail Samus, trưởng mạng lưới nghiên cứu địa chính trị mới ở Ukraine, nhận định Nga đã và đang tích trữ hàng trăm tên lửa Iskander và Zinhard trong nhiều tuần lễ cho những cuộc không kích như gần đây, với khả năng tác động tâm lý trước thời điểm chuyển giao quyền lực ở thủ đô nước Mỹ. Mọi thứ Nga làm đều nhằm chuẩn bị tạo thế mạnh cho đàm phán với ông Trump, để gửi đi thông điệp rằng Nga không thỏa hiệp và mọi thứ tùy thuộc vào Tổng thống Zelensky. Ông Jed McClain thuộc khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King College London bình luận, rõ ràng phía Nga có một nỗ lực lớn trước lễ nhậm chức của ông Trump để tối đa hóa thế đứng của họ. McClain hoài nghi cao độ về khả năng ông Trump đạt được một thỏa thuận với ông Putin, và do vậy mục tiêu của phía Nga sẽ là chinh phục thật sớm mục tiêu mà họ đã đề ra. Bà Tatiana Stanovaya thuộc Trung tâm Á-Âu Carnegie cho rằng tâm trạng ở Moscow vào lúc đó có vẻ như là đã chiến thắng nằm trong tầm tay của họ. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Bà cho rằng với thông điệp cứng rắn gần đây về hạt nhân chiến thuật, không phải là Tổng thống Putin muốn kích hoạt thế chiến 3, mà là ông ấy muốn nhắc nhở giới cầm quyền phương Tây rằng họ đang chơi đùa với lửa. Tổng thống Putin khẳng định Ukraine sẽ phải trung lập trong mọi mối quan hệ, ngay cả khi hiến pháp Ukraine có nội dung quy định về việc gia nhập NATO và Liên minh châu Âu. Một bài báo của Reuters dẫn lời giới chức Nga cho biết, ông Putin có thể để ngỏ khả năng rút quân khỏi những vạt đất tương đối nhỏ, nhưng sẽ không thể nhượng bộ thêm. Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp ở thủ đô Budapest, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó cho rằng, thế giới hiện đang sống trong kỷ nguyên của những mối đe dọa khi chính phủ và doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức to lớn, đồng thời nhấn mạnh đến khó khăn về kinh tế ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và đại dịch COVID-19. Ông Szijjártó cũng chỉ ra tác động của chính sách trừng phạt của EU đối với Nga, cho rằng các biện pháp này gây tổn hại cho nền kinh tế châu Âu nhiều hơn là cho nền kinh tế Nga. Châu Âu hiện phải trả giá cao gấp 2 đến 3 lần cho khí đốt tự nhiên và gấp 5 lần để mua dầu mỏ. Việc sớm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine sẽ mang lại những lợi ích tốt nhất cho châu Âu. Bộ trưởng Szijjártó tin rằng chiến thắng của ông Donald Trump sẽ dẫn đến những thay đổi địa chính trị có tác động lớn đến quan hệ Mỹ-EU nói chung và quan hệ Mỹ-Hungary nói riêng. Quan hệ kinh tế giữa hai nước đã được tăng cường ngay cả trong bối cảnh chính trị không thuận lợi hiện nay. Sau lễ nhậm chức của ông Trump, quan hệ Hungary-Mỹ có thể sẽ bước vào một thời kỳ phát triển tích cực mới. Dưới thời Tổng thống Biden, quan hệ Hungary-Mỹ đã được lãnh đạo hai bên củng cố và thúc đẩy, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Hiện có khoảng 1.200 công ty Mỹ sở hữu tại Hungary đã tuyển dụng hàng trăm nghìn người. Ngoài ra, các doanh nghiệp hai bên cũng đã đạt được các thỏa thuận hợp tác đầu tư, trong đó có các khoản đầu tư có giá trị lên tới hàng tỷ đô la. Trước đó, ngay sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Hungary Orbán cũng bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ Hungary-Mỹ sẽ được tăng cường trong thời gian tới. Cách đây ít hôm, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã kêu gọi chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden nên chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong những ngày còn lại, trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Ông Orbán tin rằng sẽ công bằng và chính đáng nếu chính quyền sắp mãn nhiệm của ông Biden cắt giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi quyền lực thay đổi. Trước đó, ông Orbán đã nhiều lần bày tỏ hy vọng rằng giải pháp hòa bình ở Ukraine sẽ đến cùng với chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Theo cuộc khảo sát được tiến hành bởi Park News, Israel Insight, 41% các cử tri có thể thuộc Dân Chủ sẽ bầu bà Harris làm đại diện đảng ra tranh cử năm 2028. Các ứng cử viên khác lần lượt là Thống đốc California, Gavin Newsom, Thống đốc Pennsylvania, Josh Shapiro, Thống đốc Minnesota, Tim Walz và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Peter Buttigieg. Khoảng 16% không chắc chắn về lựa chọn của mình và khoảng 1% muốn một ứng cử viên khác. Trong khi đó, về phía Đảng Cộng Hòa, các cử tri đảng này lựa chọn Phó Tổng thống đắc cử James David Vance làm ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ với 37%. Các ứng cử viên khác bao gồm cựu ứng cử viên Tổng thống năm 2024 Nikki Haley và Vivek Ramaswamy, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Thống đốc Marco Rubio, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Ngoại trưởng Mỹ. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 14 tháng 11 tới ngày 18 tháng 11 đối với hơn 1.000 cử tri với sai số là 3,5 điểm phần trăm. Cách đây ít hôm, New York Times đã đưa ra nhận định khác, đó là Đảng Dân Chủ thường không mong muốn các ứng cử viên thất bại quay lại tranh cử. Do đó, khó có lý do để tin rằng bà Harris sẽ được Đảng chọn trong cuộc đua năm 2028, đặc biệt sau khi ông Trump đã thắng dễ dàng trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, 4 năm là khoảng thời gian dài trong chính trị. Bà Harris có thể tận dụng mạng lưới tài trợ của Đảng Dân Chủ và cả sự tiếc nuối từ cử tri nếu nhiệm kỳ của ông Trump gặp nhiều trắc trở như bà dự đoán. Xây dựng lại hình ảnh và kết nối với các nhóm cử tri đa dạng sẽ là chiến lược quan trọng, đồng thời tập trung vào các vấn đề kinh tế, xã hội thiết yếu để khôi phục niềm tin từ cử tri và củng cố vị thế trong Đảng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu lúc này của Đảng Dân Chủ là chọn ra tân Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ (DNC), cơ quan phụ trách gây quỹ và thiết lập chiến lược cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Lãnh đạo DNC cũng sẽ giám sát bầu cử sơ bộ Đảng Dân Chủ năm 2028, có thể cải tổ quy trình đề cử ứng cử viên. Ông Biden từng chuyển ngày bầu cử sơ bộ tại Nam Carolina lên trước, gạt Iowa và New Hampshire sang bên. Nhiều thành viên Đảng Dân Chủ sẽ muốn sắp xếp lại thứ tự bỏ phiếu trong 4 năm tới. Một số thành viên Đảng Dân Chủ kỳ vọng Chủ tịch DNC sẽ điều phối các phe phái trong nội bộ Đảng, cho rằng đây là người có thể huy động tài trợ để hậu thuẫn cho cấu trúc Đảng bùng nổ hơn, dẫn đầu quá trình chỉnh đốn để xác định sai sót, hiện đại hóa tổ chức cho kỷ nguyên mới. Phe Dân Chủ không thể chỉ tập trung vào đối phó chính quyền của ông Donald Trump, cho dù đây là một phần của công việc. Các nghị sĩ cũng phải chọn lãnh đạo tại lưỡng viện trong bối cảnh số ghế và quyền lực của họ bị suy giảm. Nội bộ Đảng Dân Chủ vẫn chia rẽ về những nguyên nhân sâu xa khiến họ thua cuộc. Một số cho rằng các lãnh đạo đã thận trọng quá mức khi tìm kiếm sự thay đổi lớn. Số khác tin rằng họ mang quan điểm quá cấp tiến trong khi Mỹ ngày càng bảo thủ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thu hút dư luận quốc tế đã ngã ngũ với màn tái xuất Nhà Trắng thành công của ông Donald Trump trước đối thủ Kamala Harris. Sự trở lại lịch sử này hứa hẹn có nhiều tác động đối với thế giới, đặc biệt là tình hình Ukraine, giải Gaza hay khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đáng chú ý, trọng điểm bàn luận của giới học thuật gần đây là tác động của nhiệm kỳ Tổng thống đắc cử với khu vực Nam Bán Cầu. Các cường quốc mới nổi Nam Bán Cầu như Brazil, Mexico, Ấn Độ, Indonesia và Nam Phi đóng vai trò ngày càng lớn trong nền chính trị thế giới. Các hội nghị thượng đỉnh gần đây của BRICS tại Kazan năm 2024 và G20 tại New Delhi 2023 là minh chứng cụ thể cho sức ảnh hưởng của những ngôi sao đang lên tại Nam Bán Cầu trong tái cấu trúc hệ thống đa phương, khiến các siêu cường không còn là động lực duy nhất trong quan hệ quốc tế. Trong nhiệm kỳ Trump 1.0, nhóm các nước Nam Bán Cầu chịu sức ép phải giữ khoảng cách trong quan hệ với Trung Quốc. Trong đó, New Delhi đã trở thành một phần trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thông qua cơ chế bộ tứ Quad. Trong lịch sử, New Delhi và Bắc Kinh tồn tại nhiều bất đồng khó giải quyết. Căng thẳng biên giới giữa hai nước cũng thường xuyên gây xáo trộn địa chính trị và an ninh khu vực Nam Á. Nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump có thể dẫn tới căng thẳng ngoại giao, đặc biệt với Mexico, trong bối cảnh ông sẽ áp dụng cách tiếp cận đối đầu với vấn đề nhập cư. Nếu Mexico không gắn chặt lợi ích với Mỹ, nước này có thể đối mặt bất ổn địa chính trị nghiêm trọng. Nếu chính quyền mới của Washington giảm cam kết an ninh với Mexico, quốc gia Mỹ Latin này sẽ cần tăng cường tự chủ quốc phòng. Nhiệm kỳ Trump 2.0 có thể khơi mào biến động kinh tế tại khu vực Nam Bán Cầu do lập trường theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng đề cập việc gia tăng áp đặt thuế quan với hàng nhập khẩu vào Mỹ, vốn có thể ảnh hưởng đến các quốc gia đang phát triển, đồng thời tiềm ẩn nhiều hậu quả với lực lượng lao động và gây ra bất ổn thị trường, đặc biệt tại khu vực châu Á và Mỹ Latin. Bên cạnh đó, ông Trump cũng tuyên bố không ủng hộ xe điện, EV, và khẳng định sẽ hủy bỏ các quy định bắt buộc về EV ngay ngày đầu tiên nhậm chức. Ông Trump hứa hẹn sẽ áp thuế khoảng 60% lên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, loại bỏ quy chế tối huệ quốc MFN với Bắc Kinh và có thể tái khởi động thương chiến Mỹ-Trung. Nếu Bắc Kinh bị loại khỏi danh sách MFN, căng thẳng giữa hai cường quốc có thể khiến các doanh nghiệp dịch chuyển cơ sở sản xuất sang các quốc gia khác ở Nam Bán Cầu. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Politico, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak đánh giá, trên thực tế, Iran đã tiến sát ngưỡng trở thành một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, ông cho rằng, có thể chỉ mất vài ngày hoặc vài tuần để Iran lắp ráp đầu đạn hạt nhân và khoảng 1 năm để chế tạo vũ khí hạt nhân. Nếu Tehran chọn con đường này, không cuộc không kích nào, dù là của Israel hay Mỹ, có thể trì hoãn. Lời cảnh báo của cựu Thủ tướng Barak làm dấy lên một câu hỏi rằng liệu bối cảnh hiện tại có thể thúc đẩy một thỏa thuận giữa Iran và Mỹ hay không? Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa làm ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền sắp tới. Ông Marco Rubio là người có quan điểm cứng rắn và quyết đoán trong vấn đề Iran. Thậm chí sau đợt không kích Iran nhằm vào Israel hồi tháng trước, với khoảng 200 tên lửa đã được phóng đi, ông Rubio đã nhấn mạnh chỉ có đe dọa bằng áp lực tối đa và các biện pháp trực diện không cân xứng mới có thể buộc họ, tức Iran, phải thay đổi hành vi. Ông Marco Rubio, người được ông Trump lựa chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, cũng có lập trường tương tự. Hồi tháng 10, ông Rubio chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden vì đã gây sức ép buộc Israel một lần nữa phải kiềm chế những gì họ cần làm. Bản thân ông Trump đã có lập trường cứng rắn với Iran trong nhiệm kỳ đầu tiên khi từ bỏ kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA và không ngần ngại hành động. Gần đây, ông cũng có những tuyên bố thể hiện quan điểm khác biệt với ông Biden về những gì Israel nên và không nên làm trong các cuộc tấn công trả đũa. Tuy nhiên, ông Trump dường như cũng đã cân nhắc đến khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran. Tháng trước, trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình podcast Patrick Bet David, ông Trump đã loại trừ khả năng tham gia vào bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ Tehran. Ông bày tỏ rằng ông muốn Iran trở thành một quốc gia thành công nhưng không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Cựu Thủ tướng Ehud Barak, người từng phục vụ trong lực lượng phòng vệ Israel và giữ chức Tổng tham mưu trưởng trước khi chuyển sang sự nghiệp chính trị, cảnh báo rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể bị cuốn vào guồng quay chống lại Iran và tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. Ông Ehud Barak cho rằng ông Trump cũng sẽ không mặn mà với vấn đề này. Về những diễn biến trong tương lai gần, ông Ehud Barak dự đoán các bên có thể hướng tới một thỏa thuận lớn hơn trong bối cảnh khu vực đang tìm cách chấm dứt xung đột. Về phần mình, Iran đã hé mở cánh cửa đàm phán. Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng Tehran sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân. Điều thú vị là theo New York Times, người bạn thân nhất hiện tại của ông Trump, tỷ phú Elon Musk, được cho là đã gặp đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc để thảo luận về cách giảm căng thẳng giữa Tehran và Washington. Theo kế hoạch chính sách đối ngoại của ông Trump, Washington có ý định thiết lập một cuộc đối thoại với Moscow trong khi gia tăng áp lực đối với Tehran. Liệu chính sách của Mỹ có làm suy yếu liên minh mà Nga-Iran đang gây dựng hay không? Tuy nhiên, hành động của Washington theo hướng này khó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hội nhập kinh tế của Tehran. Nhìn chung, áp lực kinh tế đối với Iran đã đạt đến giới hạn trong nhiệm kỳ Tổng thống trước của ông Trump. Hơn nữa, Tổng thống Joe Biden trên thực tế vẫn tiếp tục chính sách này, không dỡ bỏ lệnh trừng phạt nào đối với Tehran. Điều này không những không ngăn cản mà ngược lại còn góp phần đưa Iran và Nga xích lại gần nhau trên nhiều lĩnh vực. Giờ đây, áp lực bổ sung từ Mỹ có thể sẽ có tác động tương tự. Do đó, rất có thể chính quyền của Tổng thống Trump có thể thực hiện những bước đi phức tạp và độc đáo hơn.